Trở lại với Vinh Thành Audio. Đây là video để test chiếc loa súp biển đến từ hãng Sony cho một vị khách ở Tiền Giang. Với chiếc Sony này thì nó sẽ có cái loa bass là 30cm nha. Model của nó là SA-3000. Thiết kế màu vân gỗ rất là đẹp. Đây là hàng nội địa Nhật về, điện áp là 100V. Đây là cái màn loa bass của nó nha, bass 30. Màn bằng sợi carbon, viền cao su rất là to khủng nha anh em. Với chiếc loa súp này thì nó sẽ có khả năng để tái tạo tần số từ 20Hz cho tới 200Hz. Và tần số cắt của nó là từ 50 cho tới 200Hz nha. Nó sẽ có cái chức năng là volume và tần số đây, từ 50 cho tới 200 minimax volume. Cái nhãn thông số của nó Sony SA-3000, tiền áp là 100V và công suất tiêu thụ điện là 85W. Dòng súp này rất là to khủng luôn nha anh em. Với thiết kế công suất, âm thanh của nó ở loa 6 ohm là 160W. Với dòng này thì nó sẽ có thiết kế lỗ thông hơi nên chất âm của nó đánh rất là thoát, đánh rất là khỏe nha. Về cái ngõ vào thì nó sẽ có một ngõ vào thôi nha. Đây là ngõ out. Anh em có thể lựa chọn chế độ là auto hoặc là off. Nút tắt nguồn ở phía dưới này nha. Chiếc loa súp biển này về trong tình trạng là đẹp góc cạnh hết nha anh em. Về kích thước của nó nha, chiều ngang là 360mm và chiều cao là 425mm, chiều sâu là 421mm, trọng lượng chiếc loa súp là 16kg. Đây là volume nha, em sẽ test lại cái hoạt động của nó cho anh em luôn. Chỉnh tần số nha. Nút chỉnh pha nha anh em. Đây là nút chỉnh pha. Đèn nguồn. Rất là lực nha anh em, không bị bể vỡ tiếng nha. Màn bằng sợi carbon rất là đẹp. Xin cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi và đăng ký kênh Vinh Thành Audio. Xin hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.